Thì con nói thẳng ra là con với gái bác á, lụm rồi, mới lụm tối hôm qua 6 cái. Bây giờ bác mà có bắt chia tay cũng không được nữa. Bây giờ mà bác mà kêu con gái bác chia tay con, nó dãy đành đạch liền đó. Con hứa với bác luôn, 6 cái chứ phải ít đâu bác. Con gái bác bây giờ nó mê con lắm rồi. Bây giờ bác coi ngày lành tháng tốt đi, con dắt ba má con qua rồi làm cho con cái đám cưới. Con xin giới thiệu về gia đình của con luôn. Ba con thì làm thợ hồ, ngày cũng được 4 xị nhưng mà chích ra 50 ngàn mua rượu buổi chiều cho ông đẩy rồi. Còn mẹ con á thì bán rau ngoài chợ á, ngày kia cũng được 2 xị. Chưa tính là bữa nào mà bà đánh số đề trúng nữa bác. Còn con á thì đi theo ông già con phụ hồ. Nói chung á là con nói ra thì con sợ bác khi dễ gia đình con. Nhưng mà bây giờ bác bắt chia tay á, con gái bác cũng không chịu đâu. Con hứa luôn.